Hiện tượng 3 nói như thế này: một anh chị sau một khoảng thời gian chúng ta khiêm hạ, đúng không nào? Lúc nãy thì có hai hiện tượng, đó là một người chạm vào một người thì chưa, đúng không nào? Đấy là những người mới. Còn đây là cái hiện tượng 3 mà dành cho những người sau một thời gian khiêm hạ. Một thời gian khiêm hạ thì những người mà đang quá trình khiêm hạ đấy, ban đầu thì họ đang rất, rất chạm và rất nhiều rung động, đúng nào? Sau một khoảng thời gian họ lại thấy là mình giống như trả bài và đang đơ đơ và thô thô trở lại, đấy, đúng chưa? Thì có cái hiện tượng 3 này nữa. Vậy thì câu hỏi là hiện tượng 3 này xảy ra khi nào? À, hiện tượng 3 xảy ra khi anh chị đạt được hai mức năng lượng. Mức thứ nhất là anh chị đang khiêm hạ mà anh chị sẽ cái hạt giống, mà tức là cái hạt giống mà anh chị ở bên trong của anh chị nó được giải phóng rồi, nó không còn ở bên trong anh chị nữa. Hiện cái cấp năng lượng thứ nhất là nó như vậy, và nó chiếm khoảng đâu đó 10%, tức là hạt giống ở bên trong của chúng ta nó đã hoàn toàn giải phóng và anh chị thực sự không còn cái phần màu đỏ đấy nữa. Nên khi anh chị khiêm hạ thì anh chị được giải phóng rồi, nên anh chị không còn gì, không còn bị dịch chuyển tới cái phần năng lượng đó, nên anh chị sẽ thấy là nó bình an. Nhưng có tới 90% cái mức năng lượng 2. Mức năng lượng 2 là chúng ta đang bị ngộ nhận về khiêm hạ, hay nói đúng hơn là chúng ta đang ngộ nhận về mặt gì ạ? Mặt năng lượng. Tức là ở trong cái tâm thức của chúng ta, anh chị biết rằng là luôn có một cái quá trình học hỏi rất là kỹ ở bên trong. Tức là khi mà nó chưa biết thì nó bắt đầu xử lý, nhưng khi nó biết rồi thì nó nghĩ là nó biết ở đó, nhưng mà hạt giống nó vẫn cứ chìm ở bên trong. Tức là ở đây chúng ta gọi là sự ngộ nhận của tri thức. Sự ngộ nhận của tri thức nó sẽ đè cho cái hạt giống của chúng ta sâu hơn trên từng hiểu biết của chúng ta. Cái lúc này thì chúng ta sẽ đạt được một cái trạng thái giống y chang như chúng ta thở. Anh chị có hiểu ý không nào? Chúng ta biết là đâu đó chúng ta chưa sạch hoàn toàn, nhưng mà cái trí tuệ của chúng ta nó cài chúng ta vào một cái loại năng lượng khiêm hạ, cái từng hiểu biết của khiêm hạ nó cao hơn thôi, nó sẽ tinh vi hơn và nó sẽ che giấu anh chị kỹ hơn. Đó là lúc mà anh chị bắt đầu thấy nguy hiểm với bản thân mình và chúng ta sẽ rơi vào trạng thái thờ ơ, được chưa nào? Vậy thì anh chị coi thử là mình đạt ở ở 10%, tức là đã giải phóng hạt giống hoàn toàn, nên khi chạm tới cái lỗ thủng đấy, mình không còn cảm thấy nó vận hành nữa trong quá trình khi mà nó sẽ làm cho anh chị bình an. Cái này được gọi là bình an thật. Nhưng 90% trong đó chúng ta bị ngộ nhận ở trong cái phần tri thức của kim hạ đó. Để làm gì ạ? Để cho anh chị bọc mình vào cái hạt giống đấy ở một cái tầng cao hơn, và khi đó chúng ta trở nên nguy hiểm hơn với chính ta. Nên nếu như anh chị rơi vào cái nhóm nhóm hai đó, cái nhóm mà 90% mọi người mà đang rơi vào trạng thái là chai sạn theo cái cách như thế này, thì anh chị lúc mà anh chị khiêm hạ đó, thì anh chị hãy nói với tâm thức của mình một cái thông điệp như thế này, được không nào? Anh chị nói cảm ơn bạn ấy rằng trong khoảng thời gian này đã giúp tôi dịch chuyển như thế này, đúng không nào? Nhưng bây giờ cho phép tôi tiếp tục vào cái phần khiêm hạ, mở ra những đặt hoặc là mở ra những cái thứ mà tôi đã được biết trước đó và cứ đặt, và tôi xin phép được khiêm hạ. Tức là bây giờ chúng ta xin khiêm hạ của để khiêm hạ. Anh chị có hiểu ý không nào? Tức là chúng ta bước vào khiêm hạ, chúng ta cần phải làm việc này nữa, thì cái tâm thức của anh chị nó mới cho phép chúng ta đi vào sâu hơn, để chúng ta không có gì ạ, không rơi vào trạng thái giả vờ, không còn tổn thương nữa, để nó bọc chúng ta ở trong cái phần chai sạn này anh chị nhé. Đấy, thì sau một khoảng thời gian anh chị sẽ cảm nhận hiện tượng này. Vậy thì trước khi mà anh chị xin cái tâm thức của mình khiêm hạ để khiêm hạ đó, thì anh chị sẽ nhìn ra được một cái sự thật là cái cảm xúc của chúng ta vẫn có thể đơ đơ, nhưng các ngôi nhà của chúng ta vẫn đang vận hành. Anh chị sẽ nhìn thấy được nó vận hành rất là mạnh ở cái vùng xanh, có thể những cái tín hiệu xanh nó cực kỳ rõ rệt. Như vậy thì có nghĩa chúng ta đừng có kẹt quá nhiều về cảm xúc, chúng ta tiếp tục kiêm hạ với không mong cầu, và khi không mong cầu thì anh chị mới có thể bình an đi tiếp về cái vùng năng lượng xanh, và ở đó thì anh chị sẽ nhận được những cái điều kết quả tốt lành, chứ không phải những cái kết quả mà nó màu đỏ và
Và dạ, quá thách thức với cuộc sống của anh chị. Với câu hỏi là, thế khi anh chị về vùng màu xanh thì anh chị làm gì? Và tại sao chúng ta lại về vùng màu xanh? Nếu mà chúng ta xét trong tổng thể năng lượng nhân sinh quan này thì những người đang ở vùng năng lượng đỏ thì chúng ta hôm trước cái ngày thứ hai của tuần thứ ba này này, anh chị có nghe năng lượng trên cầu và dưới cầu rồi đúng không nào? Khi mà chúng ta đang ở vùng màu đỏ thì chúng ta đang ở năng lượng dưới dòng, ở dưới dòng nước luôn chứ không phải dưới cầu nữa đúng không nào? Mà khi ở dưới dòng nước thì chúng ta ngụp lặn với dòng nước đó thôi, và một ai đó mà cần chúng ta kéo lên trên bờ thì chúng ta hoàn toàn không kéo được, nên ở đó chúng ta chỉ đang giải quyết mỗi mình ta thôi mà chưa xong nữa. Thế thì tại sao chúng ta lại dịch chuyển lên lên địa lên vùng năng lượng xanh? Trên vùng năng lượng xanh là lúc đó chúng ta ở trên cầu. Khi chúng ta ở trên cầu, chúng ta thong thả đi qua được cầu, và đồng thời chúng ta muốn kéo ai lên trên cái cuộc ngụp lặn đó, anh chị cũng cũng có cách để anh chị làm. Anh chị an toàn cho mình trước rồi anh chị mới giúp được, chứ không phải là vì chúng ta muốn giúp một người khác nhưng bản thân chúng ta lại không có thể vượt qua được cái vùng màu xanh này. Anh chị hình dung không nào? Thì ý nghĩa của nó trong cái từng nhân sinh quan này, nó được gọi là chúng ta dịch chuyển cái vùng năng lượng. Và khi chúng ta dịch chuyển được vùng này thì anh chị mới có cái sự thật bình an ở bên trong anh chị cho người, và khi đó thì chúng ta ở cái từng cống hiến nó thật sự là cống hiến. Còn nếu mà chúng ta đang vùng vẫy trong cái vùng màu đỏ dưới cầu thì những cái cống hiến của chúng ta chỉ kéo thêm cái năng lượng màu đỏ về cho ta mà thôi. Anh chị hình dung không nào? Nó sẽ khi đó lại có những cái vấn đề thách thức lớn hơn. Do đó nên chúng ta hãy luôn quan sát được điều này. Vậy thì câu hỏi là trên cái quá trình về nhà chúng ta có cống hiến hay không? Câu trả lời là vẫn cống hiến và vẫn về nhà, nhưng đồng thời quan sát được đâu là năng lượng xanh của mình, năng lượng đỏ của mình thì anh chị mới có thể về nhà nhanh hơn chứ, kiểu như vậy. Chứ chẳng lẽ chúng ta trốn ở một nơi nào đó rồi sau đó chúng ta bảo là chúng ta sẽ về nhà. Vậy thì anh chị sẽ hiểu rằng chúng ta đang ở nhóm nào. Hai cái nhóm mới mới khiêm hạ thì chúng ta sẽ rơi vào nhóm 1, nhóm 2 như vậy. Còn nếu mà khiêm hạ một thời gian thì rơi vào cái nhóm 3. Và nhóm 3 thì có hai kiểu năng lượng như thế. Anh chị xem mình có thực sự đang giải phóng hay chưa. Nếu giải phóng rồi thì gì ạ? Thì những điều đó nó anh chị thấy tới cái giai đoạn nó tới lúc cái lối thủng nó bình an vô cùng tận luôn, và chúng ta thấy nó không phải thờ ơ, nó vẫn có anh chị nhé, nó vẫn trong lành, điều này vẫn có, vẫn diễn ra. Nhưng cũng có một cái nhóm như tôi nói hồi nãy, đó chính là cái sự ngộ nhận của cái về mặt khiêm hạ, để chúng ta bọc chúng ta ở trong một cái lớp nó kỹ hơn. Cái điều này cực kỳ nguy hiểm hơn chúng ta, thì khi đó chúng ta lại giải nó bằng cách nào nào? Chúng ta sẽ giải nó bằng cách là chúng ta xin cái tâm thức của chúng ta cho phép chúng ta khiêm hạ, và khi đó lại tiếp tục không mong cầu và chúng ta cứ làm âm thầm như vậy. Thì đến một lúc nào đó anh chị với cái tâm của chúng ta nó thực sự không mong cầu như vậy rồi thì cái kết quả màu xanh nó sẽ cứ diễn ra trên các ngôi nhà của chúng ta mà thôi. Và anh chị thay vì quan sát cái cảm xúc của mình thì anh chị quan sát cái sự thay đổi của các ngôi nhà, nó đang dịch chuyển ở đâu là vùng vàng, ở đâu là dịch chuyển qua vùng xanh, thì anh chị sẽ thấy cái tâm của anh chị nó trở nên trong lành hơn, được không nào? Và cái kim mạc của anh chị nó sẽ trở nên đúng đắn trong cái quá trình đó anh chị nhé. Và chúng ta sẽ làm việc với tâm thức của mình để chúng ta có thể xử lý được cái năng lượng tốt lành mà anh chị có thể đang xử lý ở trong cái tâm thức của mình, để cái dòng năng lượng có thể thực sự đang về với anh chị, nó không phải vì cái tâm mong cầu đó mà nó một cách tự nhiên nào đó nó sẽ vận hành. Cảm ơn các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc anh chị một buổi sáng tốt lành và tiếp tục xử lý cái quy trình khiêm hạ để anh chị đạt được năng lượng tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.